Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi lên rừng, nhưng mà hôm nay nó là lắm, nó trên núi, nhưng mà gọi là nhìn thấy tất cả toàn cảnh đẹp miên man, dập không thể nào tả. Thóc lúa này làm sao mà ăn được. Đường này thiên nhiên à, không thể, cái này không có một tí đường mòn nào đi. Mọi người thấy nó thế nào, vàng óng ánh ruột ở trên núi nó thế đấy, không có tí đường nào. Đến này là vực cơ. Đi rừng tìm mã não vất vả lắm, không hề dễ ăn đâu. Đi này thì sạch khỏe tốt đấy, đường nó dập miên man, không có đường đâu. Mùa này có mò đó, đứng không vững thì có ngã xuống vực chết.
Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình đi thăm bé. Cái gì chưa có cái gì cả, chuột mùa này thì rất là nhiều. Đâu vốn này,
gì chuột gì nhỏ này xíu. Còn đấy mỗi con mm